đã trải qua hơn 15 năm tuổi, chiếc xe Audi A5 mui trần vẫn có cái mức giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 700 triệu thôi. Chiếc Audi A5 là một chiếc xe thú vị cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe đáp ứng những điều kiện như là dạo phố phường, cũng như có thể mở mui di chuyển trên những cung đường đẹp hoặc có thể là đầy đủ những cái tính năng như là vận hành thể thao, mạnh mẽ. Rất đáng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về mẫu A5 phiên bản mui trần dòng xe A5 Với các uh, chi tiết phân biệt như là mui trần, có trang bị là mui mềm Có thể đóng mở giúp anh chị và các bạn có thể trải nghiệm thoải mái khi lái xe trên đường Với chiếc Audi A5 sản xuất là 209, đang có mặt tại cửa hàng Zawi Auto Đang giao bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn 760 triệu Giá này thì vẫn còn giảm xe làm bánh với quãng đường là hơn 80.000 km. Tổng thể của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Với những cái chi tiết thiết kế của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo từ những điểm nhỏ nhất của chiếc xe. Anh chị và các bạn lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra. Đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Mẫu Audi A5 sở hữu kích thước dài là 4626 mm và rộng là 1854 mm và cao là 1383 mm. Trục chiều dài cơ sở đạt là 2751 mm. Với phần mui mềm của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể mở ra chỉ mất khoảng 15 giây để đóng mở mui. Toàn bộ quá trình diễn ra bằng một nút bấm anh chị nhé ở phần khoang cốp của chiếc xe thì nó sẽ bị thu hẹp lại do cái phần để mình chứa mưu. Đấy, tổng thể về khoang cốp của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham quan là xe không hề có hiện tượng bị đâm va về phần đuôi anh chị nhé tổng thể à, sơ qua về ngoại thất của chiếc xe những điểm để anh chị và các bạn cùng đánh giá cụm đèn hậu của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao Đấy, một dàn mâm của chiếc xe thì trang bị mâm hợp kim với kích thước là 19 inch. Đấy, tổng thể sơn xi, -si, mép nối mép cản. Anh chị và các bạn cần xem kỹ chi tiết cụ thể ở những phần nào trên đây thì mình có thể là kết à, bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Đây là các thông số kính của chiếc xe, tất cả đều còn niên đời hết anh chị nhé Không hề có hiện tượng bị à, kính thay thế gì cả. Tổng thể chi tiết thế nào thì các bác có thể là alo, em sẽ video call trực tiếp cho anh chị và các bạn. Với kính của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống kính không viền. Khi mở cửa ra thì nó tự động thụt xuống và khi đóng cửa nó sẽ tự động trôi lên. Đấy, đây là những cái chi tiết về hệ thống tapli bọc da và những phần ốp gỗ với những chi tiết được thiết kế rất là sang trọng. Và những cái phần phím bấm chức năng của chiếc xe nó được thiết kế rất là tỉ mỉ. Bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như hệ thống chỉnh đèn này. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng với hệ thống vô lăng 3 chấu và có trang bị như là hệ thống màn hình giải trí và các phím bấm chức năng của chiếc xe anh chị và các bạn cùng tham khảo của em đây với hệ thống phanh tay điện tử này rồi các phím chức năng điều chỉnh hệ thống mở mui và sấy vô lăng được trang bị đầy đủ đây là những cái chi tiết phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là rõ nét anh chị nhé tổng thể của chiếc xe Tính năng công nghệ an toàn của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều. Đây là những phần tem mát của chiếc xe. Để anh chị và các bạn có thể đánh giá được tổng thể hơn thì các bác có thể là kết bạn Zalo. Em sẽ chụp và gửi chi tiết cụ thể những phần anh chị và các bạn đang yêu cầu. Thông tin thông số của chiếc xe thì em đều có cập nhật cho anh chị và các bạn trên web autosehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem thông tin cụ thể. Với những tính năng an toàn trên chiếc xe này thì nó có cơ bản như là chống bó cứng phanh, phân phối được phanh điện tử, phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử và rất nhiều tính năng túi khí an toàn. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng khối động cơ tăng áp dung tích à, xi lanh là 2.0 lít, sử dụng công nghệ phun chữ nhiên liệu trực tiếp và động cơ sản sinh công suất tối đa là 211 mã và sức kéo của chiếc xe này có thể đạt tới là 350 Newton hộp số tự động là 6 cấp cho cái khả năng tăng tốc từ 0-100 km. À, chỉ mất 7,5 giây thôi anh chị ạ, một chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm với mức giá bây giờ nó chỉ còn khoảng à, 760 triệu, giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Tổng thể thông tin chiếc xe thì các bạn có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.